ngày càng nhiều hải sản độc lạ được nhập về phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Dù giá không hề rẻ, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chọn mua. Theo các doanh nghiệp, chủng loại nhập về rất đa dạng, từ cá hồi Na Uy bán giá 400.000 đồng một ký, vẹm xanh 280.000 đồng một ký, đến dòng cao cấp còn sống như cua hoàng đế Na Uy giá 2 triệu đồng một ký, tôm hùm Canada 1.200.000 đồng một ký, cá bơn, ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc giá 800.000 đến 1.400.000 đồng một ký. Trong đó mặt hàng hút khách được bán thường xuyên dưới dạng sống và đông lạnh như cá bơn, bào ngư, tôm hùm. Không chỉ loại cao cấp, nhiều loại thủy hải sản bình dân cũng được nhập quanh năm về chợ đầu mối như mực Đài Loan, cá hồi Na Uy, cá thu đao Nhật Bản. Ngoài sự độc lạ, theo các nhà kinh doanh, nguồn cung thủy hải sản trong nước sụt giảm cũng là lý do khiến hàng ngoại được nhập về ngày càng nhiều. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm 2018, Việt Nam nhập 1,72 tỷ đô la Mỹ thủy hải sản, tăng gần 20% so với năm 2017.